Jack lên tiếng đính chính chuyện bị fan nữ sờ mó. Sau những chỉ trích trước hành động sờ mó của một fan nữ, Jack lên tiếng giải thích và cho rằng câu chuyện đã bị thêu dệt. Trước đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh Jack bị chấn thương, di chuyển có phần khó khăn trên sân cỏ. Tuy nhiên, các cư dân mạng lại vô cùng bất ngờ và tỏ ra tức giận trước sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt có hành động đụng chạm vào cơ thể khiến anh chàng tỏ rõ thái độ không thích, cố tình đẩy tay ra nhưng vẫn sờ mò vào lưng. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái ấy nhận không ít gạch đá và ý kiến trái chiều trước hành động quá mức ấy. Thậm chí, nhiều fan còn truy lùng danh tính để tấn công, đe dọa bằng những lời lẽ khó nghe. Trước làn sóng dư luận gay gắt, mới đây Jack đã lên tiếng bằng một bài đăng thông báo cũng như giải thích rõ ràng sự việc gây ồn ào vừa qua. Cụ thể, trong nhóm FC của mình, giọng ca sóng gió viết, tôi đá bóng gần cuối trận bị chuột rút chân, gặp mấy bà đóm ở đâu á biết sân tôi đá, giờ đó 11 đêm 12 giờ đêm không ngủ ai thông báo cho địa điểm chạy ra xem, 1001 câu chuyện được thêu dệt ra, biết vậy hôm đó ôm chân khóc lóc ỉ ôi la làng nằm vạ đó luôn mới vừa. Mặc dù tình hình khá căng thẳng nhưng Jack vẫn khiến các đóm không nhịn được cười trước cách nói chuyện dí dỏm của mình. Thậm chí, bên dưới bài viết nam ca sĩ còn giải thích thêm, sợ mấy cái hình lung tung bậy bạ thêu dệt ra rồi đổ thừa. Tôi còn nhớ ở sân hay có bốn bà rất lịch sự, ngồi xem lo cho tôi thôi nhưng không quay phim hay xin chụp hình xong cái lẳng lặng đi về thấy mà thương. Nhờ sự lên tiếng làm rõ của Jack mà các fan không chỉ cảm thấy yên tâm trước tình trạng chấn thương của anh mà còn giảm bớt sự khó chịu, thêu dệt từ cư dân mạng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ gốc Bến Tre xử lý gọn gàng những rắc rối xung quanh. Nổi tiếng là ca sĩ chiều lòng người hâm mộ, nên Jack được rất nhiều khán giả yêu mến và quan tâm. Trước đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái trẻ chạm vào Jack được cư dân mạng lan truyền dữ dội. Qua hình ảnh ghi lại, có thể thấy nam ca sĩ vừa tham gia xong một trận bóng đá. Chủ nhân đoạn clip cho biết thêm, Jack gặp chấn thương sau khi chơi nên di chuyển có phần khó khăn, đau đớn. Đáng nói, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đây. Tiếp đó, một cô gái mặc áo đen xuất hiện bất ngờ, có hành động đụng chạm cơ thể nam ca sĩ, tiếp xúc với khoảng cách gần. Trước hành động của đối phương, Jack nhẹ nhàng đẩy cô gái ra. Sự việc ngay lập tức đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều cư dân mạng tỏ ý bức xúc, giận dữ trước hành động bị cho là khiếm nhã của cô gái. Chưa kể, Jack được cho là đang bị thương, đi không vững. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ có biểu cảm nhăn nhó như vậy do đau đớn bởi chấn thương. Nhìn những bước chân khập khiễng của anh cũng đủ hiểu vết thương không hề nhẹ. Nếu cô gái chỉ có ý tốt đỡ anh thì nên vui nhiều hơn là giữ tâm trạng tiêu cực, công kích cô. Dẫu vậy, lý do này cũng không thể xoa dịu cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, việc nhìn thấy thần tượng của mình bỗng dưng bị ai đó có hành động thân thiết quá mức, cảm giác bực tức là điều khó có thể tránh khỏi.